Xin chào quý bà con, có ba anh chị yêu thích trồng cây mai hái lá xuất khẩu. Vâng, nhà vườn em Dung liên tục phát triển cây giống mai vàng, mai thái, mai siêu lá, siêu măng quanh năm ạ. Đây là vườn mai vàng của em Dung đã đến tuổi xuất, và đây là vườn mai thái của em Dung cũng đã đến tuổi xuất. Bà con cô bác anh chị nếu ai có nhu cầu trồng cây mai này thì hãy liên hệ với em Dung theo số điện thoại 0898717146 hay hoặc 0349015091 để được tư vấn cụ thể và mua giống tại vườn, giá của nhà. Và cây mai của em là nó đủ các loại. Thứ nhất là đủ kích cỡ. Nếu bà con cô bác mà muốn mua cành chiết thì chúng em cũng có, và mua cây bầu thì chúng em cũng có bầu nhiều tháng tuổi, bầu ít tháng tuổi, nghĩa là đủ điều kiện sống ra khỏi vườn và mọc măng, mọc vọt đều có. Do nhu cầu của bà con cô bác anh chị yêu cầu có những khóm mọc măng mọc vọt lên rồi thì bà con cô bác mới lấy, thì chúng em cũng đáp ứng nhu cầu. Đây, ví dụ như cái vườn này là của chúng em đang mọc măng mọc vọt lên rồi đấy ạ. Đó. Và em cũng xin thông báo với bà con cô bác anh chị là đến hôm nay là ngày 26 tháng 3 âm lịch. Đấy, đến ngày 28 tháng 3 âm lịch là em có một chuyến giao cây giao lên trên Tân Quang, Hà Giang. Thì xe của em vẫn còn chỗ, nếu như bà con cô bác anh chị ai có nhu cầu mua số lượng ít số lượng nhiều thì hãy liên hệ với em để em Dung có thể là, một là ghép xe, hai là nhân tiện thì em Dung mang đến ship đến tận chân công trình cho bà con cô bác nhé. Và đến chủ nhật tuần tới là em cũng có một chuyến nữa về Hòa Bình. Đây, bà con cô bác em cũng xin thông báo để cho bà con cô bác nắm rõ lịch trình của chúng em, đó là hai nơi đã chúng em đã hẹn ngày rồi ạ, đặt lịch hẹn ngày rồi. Nếu bà con cô bác anh chị mà ai có tiện đường cùng một cái cung đường đó thì hãy alo cho em Dung, thì em Dung sẽ nhân tiện trên đường gửi cái cây cho khách, thì em sẽ nhân tiện ạ, mang ship đến tận chân tường cho bà con cô bác anh chị. Đây là cái vườn bầu của em Dung đây. Tuy rằng em Dung ươm được gần một tháng rồi, thế nhưng mà vẫn chưa đủ điều kiện ra khỏi vườn thì em Dung chưa xuất, và em sẽ xuất cho bà con cô bác ở những cái chỗ nào đảm bảo. Riêng chỗ em Dung á thì em bán cây cho bà con cô bác là em sẽ bảo hành cho bà con cô bác. Thứ nhất là chuẩn giống. Bà con cô bác anh chị mua cái giống gì là chuẩn giống đó. Một vạn cây em Dung không nhầm một cây. Chỉ có người mua nhầm chứ người bán không bao giờ nhầm. Em Dung dám khẳng định là như thế. Em Dung sẽ bán chuẩn giống cho bà con cô bác. Thứ hai là khi cây ra khỏi vườn thì có cành, có lá, có đủ rễ, đủ điều kiện để ra khỏi vườn. Bà con cô bác anh chị yên tâm là trồng cây của em Dung là chuẩn giống và sống, chứ không phải là em Dung bán và xong rồi vô trách nhiệm. Nên là bà con cô bác anh chị yên tâm, em Dung loại ngay từ vườn. Đây, ví dụ như cây này dễ sum suê như thế này, thế nhưng mà cành của nó kém hơn là em Dung sẽ để dâm lại tại vườn, đến khi nào cây tốt lên đủ điều kiện đẹp thì em mới xuất cho bà con cô bác nhé. Đó, cây của em đây. Đây là mai thái đến tuổi xuất ra rồi. Còn đây là vườn mai vàng của em Dung, bà con cô bác anh nhìn này. Nó mới vào cuối tháng 3 âm lịch thôi, thế nhưng mà lá của em Dung đây, tuy rằng bây giờ có thể thu hái được rồi, thế nhưng mà lá của nó vẫn chưa đủ tuổi, nó chưa đủ kích cỡ, chưa đủ dài ra, thế nên em Dung để cho nó ra, cho nó cành nó đủ đủ tuổi cành thì là em Dung sẽ hái từng chật một. Đấy, bà con cô bác nhìn xem. Cuối tháng 3 âm lịch mà lá của em Dung đây này. Đây là mai vàng nhé. Mong bà con cô bác anh chị hãy phân biệt được đâu là mai vàng, đâu là mai thái. Và bà con cô bác anh chị hãy tìm những địa điểm, những nhà vườn uy tín để mua cây giống, để làm sao đảm bảo cho cái chất lượng cây của mình. Cái tiền giống thì nó chỉ là một phần thôi ạ, nhưng
cái công chăm sóc của bà con cô bác anh chị. Như chúng em thì chúng em nhìn qua cái là chúng em có thể phát hiện được ra giống gì là giống gì, cây gì là giống gì. Nhưng bà con cô bác anh chị nếu như không sành về cây thì cũng phải ít nhất cũng phải sau 5-6 tháng trở đi bà con cô bác mới phát hiện được ra cây không chuẩn. Thế nên là nếu như bà con cô bác mà mua phải cái giống cây không chuẩn thì đương nhiên là mất bao nhiêu công chăm sóc của bà con cô bác. Và cuối cùng em Dung cũng xin chúc bà con cô bác anh chị nhiều sức khỏe, làm sao lựa chọn cho mình cái giống cây phù hợp nhất và chọn lựa chọn cho mình những nhà vườn uy tín nhất để mình đặt niềm tin và hy vọng làm sao cho tốt nhất ạ.